hàng nhập nên mấy chú yên tâm nha. Hàng này cũng là hàng nhập luôn. Hàng này bọn em cũng nhập vô bán. Ừ, từ nó quay hết rồi. Cây này em còn có 3 cây rồi, đúng 3 cây là hết luôn. Tại tóc em nó ngắn chứ tóc em nó dài chút em muốn cho mấy chết vậy. Cái này đẹp mà. Trời ơi, tóc em mà nó dài chút em quay mua cái cây này em gì cũng xài mấy chứ. 550 em có 3 cây duy nhất thôi nha. Em có 3 cây duy nhất luôn á mấy chứ. Em có 3 cây thôi. Mấy chứ chia sẻ giùm em ơi. Dạ chia sẻ giùm em nha mấy chứ nè. Chia sẻ giùm em, lát em mới bốc thăm được mấy chế ơi. Hôm nay thứ bảy chủ nhật Hồng ơi. Người ta đi chơi hết rồi Hồng ơi. Bởi vì em ít bán thứ bảy chủ nhật lắm mấy chứ. Thứ bảy chủ nhật là nó vậy đó chứ. Thứ bảy chủ nhật là vậy á. Thật luôn á, thứ bảy chủ nhật nào chứ bán qua hai lần rồi, lần này là lần thứ ba. Thứ bảy chủ nhật nào nó cũng không có người xem. Tại vì người ta đi chơi đó em. Người ta đi chơi không có thời gian xem livestream đâu. Chỉ có những ngày bình thường thì người ta còn xem. Có một cái đồng hồ Rolex mà giới thiệu không ai mua luôn thấy không. Của nơi, của Nam. Rồi có giày đây giày Nam luôn nè. Thứ bảy chủ nhật là vậy đó, chị quen rồi. Tại vì hôm nay chị mệt á, chị không về thăm con chị, chứ bình thường chị không có bán thứ bảy chủ nhật. Bán cũng không ai xem em phải không? Bán cũng không ai xem đâu, ít người. Đây về Nam 41 nha, nhiều người xem vậy thôi chứ ít người người ta mua lắm. Chứ nhưng mà bình thường á, bình thường từ thứ hai tới thứ sáu á là bán hàng ok lắm, nhưng mà thứ bảy chủ nhật bọn chế không bán là hay vậy đó. Đây. Bao luôn cho mấy chế ha. 500 khoai nha mấy chế ha. Có 41, 43, 42 luôn á. Hôm nay móc được 3 size, mỗi size có 2 đôi à. Mỗi size cũng đôi à.